Sing Japan Spotlight và mình cảm thấy rất là vui bởi vì mình là một trong những bản ngoặc kép, nghệ sĩ đóng ngoặc kép được chọn để làm khách mời, thì điều đó đã là một cái vinh dự rất lớn rồi. Và ngồi với lại MC Quang Bảo, các bạn biết không, anh Bảo với lại mình là bạn ở ngoài đời á, cho nên là cũng có những cái câu chuyện chém gió rất là vui, nhưng mà không ngờ là hôm nay có thể được chém gió cho quý vị khán giả cùng nghe. Và thêm một cái nữa là mình cảm thấy trời ơi, sao mà ekip quá hùng hậu. Một lần mình đứng ở đây mà trời, một góc máy rồi đèn, tất cả mọi thứ chỉnh quá trời chỉnh mới ngồi lên đây nói chuyện với các bạn được. Thì hy vọng là chính nhờ những cái sự chỉnh chu như thế, các bạn sẽ có được những cái cảm giác, những cảm xúc thật là thăng hoa khi mà xem chương trình Sing Japan Spotlight, để có thể hiểu thêm về Nhật Bản.